Sao thiếu tá? 6 cây. 36 cây. Là tức là thiếu tá nói tôi vi phạm tốc độ hả? Vì ở chỗ nào thì thiếu tá nhỉ? Trên kia có biển đấy không? Có biển hạn chế tốc độ không đồng chí? Trong khu vực dân cư và trong khu vực gần dân cư tôi nói đồng chí thiếu tá như này nhá. Tại cái điều 10 thông tư 13 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành năm 2009 đó, quy định về cấm biển biển báo nội thành phố, nội thị xã cũng như biển hạn chế tốc độ phải được cắm hai đầu. Tức là tôi đi từ kia lên đây không có biển báo trong thành phố, đi trong nội thị thì phải có cái biển báo là khu vực nội thị hoặc là biển hạn chế tốc độ khu đông dân cư, đúng chưa thiếu tá? Nhưng mà tôi không thấy cái biển đó, mà tới đây cái đồng chí bắn tốc độ như này, tôi hỏi cái việc làm của đồng chí thiếu tá Tuấn như thế đúng chưa? Đây là bắn tốc độ trong khu vực đông dân cư mà. Thì phải khu vực đông dân cư là phải có biển cảnh báo. Tức là theo cái điều 10 thông tư 13 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành năm 2009 quy định rất cụ thể, tức là cắm biển báo. Làm đâu mà sao không tôi làm ở đâu thì tôi cũng chào chúng ta. Báo cáo chúng ta hai anh em đang đi công tác mà đi tới đây thì đồng chí thiếu tá ra dừng xe lại bảo vi phạm tốc độ, thì cũng xin trình bày với chúng ta như thế này. Tức là tại cái điều 10 thông tư 13 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành năm 2009, tức là quy định về cái biển báo nội thành phố, nội thị xã cũng như biển hạn chế tốc độ là phải được cắm hai đầu. Thế thì đầu vào và đầu ra. Thế thì báo cáo chúng ta là tôi đi từ trên kia xuống đây thì không có cái biển đó, không có biển báo nội thành phố, cũng không có biển báo hạn chế tốc độ. Mà tới đây đồng chí Tuấn dừng xe của tôi lại bảo tôi vi phạm tốc độ, thì tôi hỏi là cái việc làm đó có đúng với quy định của pháp luật hay không? Bây giờ tôi nói với chú thế này này. Vâng. Chúng tôi làm thì chúng tôi làm đúng thôi. Dạ. Nhưng mà chú mày nói thì cũng đúng. Dạ. Có một cái biển cách đây chừng khoảng 500 mấy, nhưng mà nó làm đường nó vừa dỡ xong. Vâng. Nó vừa làm đường xong nó vừa dỡ đi á. Dạ. Cho nên là chú mày không có thấy. Dạ. Còn bọn anh làm á là chỉ có đúng thôi, chứ bọn anh không có làm sai nghe chưa? Dạ. Thế xin báo cáo với đồng chí. Mày về tè cái máy đi. Sao lại làm cái gì mà mày làm cái gì mày chậm đầu đồng chí chúng ta, mày tao với dân. Tức là thiếu tôn trọng dân. Không phải mày em tao thâu, nhưng mà báo cáo chúng ta, tôi đang trình bày bây giờ chúng ta mà mày tao với dân như thế. Mày nói chúng mày tao qua chú mày như chú em. Mày cầm cái máy mày làm giày, mày nói chuyện, mày thấy mày làm y như thế. Còn tao đây không cấm quay phim, không cấm chụp hình mà bây giờ. Thế bây giờ người dân. Thôi để tôi nói. Bây giờ chúng ta bình tĩnh nhá. Không có gì đâu, nhưng mà sao tôi hỏi chúng ta một câu thôi, nhưng mà sao chúng ta lại mày tao với tôi? Từ địa phương, cái từ địa phương của tớ thôi. Cái từ địa phương của tớ thôi, chứ tớ không phải là địch mẹ địch bà gì biết không? Mày tao chỉ tôi là từ địa phương. Mà đối với dân á, đồng chí biết rồi, đúng rồi, kính trọng cái phép. Tôi vào đây tôi chào chúng ta rất đàng hoàng, đúng chưa? Nhưng mà tôi muốn trình bày, bởi vì theo cái quyết định 160 của Thủ tướng Chính phủ quy định, tức là nơi cấm, khu vực cấm là phải được cắm biển theo quy định của pháp luật. Còn nơi cấm, khu vực cấm mà không cắm biển thì được gọi là không cấm. Ở trên kia là khu vực cấm mà không cắm biển. Tôi nói với chú là chúng nó không phải sai. Thế bây giờ tôi ngoài đường một chiều người ta mới cấm. Tôi là người ngoài tỉnh, tôi đi. Tôi nói với chú thế này này. Rồi. Chú nói đúng không có sai. Rồi. Có một cái biển cách đây 500 mét nhưng mà làm đường nó dỡ mẹ nó bắt đầu. Rồi. Cho nên là bây giờ không có biển chú đi chú không có thấy. Rồi. Cho nên là chú đã nói như thế là chú nói đúng luật. Rồi đúng rồi. Còn anh thì cũng chưa làm biên bản chú, chỉ nói như thế thôi. Thì thôi. Nếu chú nói như thế thì thôi bây giờ ok chú đi thôi. Có gì đâu. Nhưng mà chúng ta tôn trọng dân chứ chúng ta mày tao với dân. Cái việc mà chú nói mày với tao là từ địa phương của tớ. Tớ thường nói như thế. Thân thiện chú mới nói mày tao với tớ. Còn chú không nói địch mẹ địch bà đó là khác cái chưa. Địch mẹ đủ bà đó là khác. Còn cái chuyện mà nó mày tao với tớ thì cái chuyện từ địa phương của chú. Của anh mày. Rồi. Nhưng mà thực sự mà nghe câu đó rất là buồn. Chúng ta vào nhìn thấy chúng ta là đã chào từ xa. Từ địa phương nó vậy thôi. Nhìn chào từ xa cơ. Nhưng mà bây giờ nếu như về quy định mà không có biển cấm thì coi như là không vi phạm, đúng chưa? Tức là có nhưng mà nó dỡ rồi. Dỡ rồi thì coi như là không có. Coi như là chưa cấm lại. Rồi. Chúng mày đi thôi. Rồi. Thế chào chúng ta. Vui vẻ. Tôi chào thiếu tá. Rồi. Sao thiếu tá? 36 cây. 36 cây. Là tức là thiếu tá nói tôi vi phạm tốc độ hả? Vì ở chỗ nào thì thiếu tá nhỉ? Trên kia có biển đấy không? Có biển hạn chế tốc độ không đồng chí? Trong khu vực dân cư và trong khu vực gần dân cư tôi nói đồng chí thiếu tá như này nhá. tại cái điều 10 thông tư 13 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành năm 2009 đó, quy định về cấm biển, biển báo nội thành phố, nội thị xã cũng như biển hạn chế tốc độ phải được cắm hai đầu. Tức là tôi đi từ kia lên đây không có biển báo trong thành phố, đi trong nội thị thì phải có cái biển báo là khu vực nội thị hoặc là biển hạn chế tốc độ khu đông dân cư, đúng chưa thiếu tá? Nhưng mà tôi không thấy cái biển đó, mà tới đây cái đồng chí bắn tốc độ như này. Tôi hỏi cái việc làm của đồng chí thiếu tá Tuấn như thế đúng chưa? Đây là bắn tốc độ trong khu vực đông dân cư mà. Thì phải khu vực đông dân cư là phải có biển cảnh báo. Tức là theo cái điều 10 thông tư 13 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành năm 2009 quy định rất cụ thể, tức là cắm biển báo. Làm đâu mà sao không tôi làm ở đâu thì tôi cũng chào chúng ta. Báo cáo chúng ta hai anh em đang đi công tác mà đi tới đây thì đồng chí thiếu tá ra dừng xe lại bảo vi phạm tốc độ, thì cũng xin trình bày với chúng ta như thế này. Tức là tại cái điều 10 thông tư 13 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành năm 2009, tức là quy định về cái biển báo nội thành phố, nội thị xã cũng như biển hạn chế tốc độ là phải được cắm hai đầu. Thế thì đầu vào và đầu ra. Thế thì báo cáo chúng ta là tôi đi từ trên kia xuống đây thì không có cái biển đó, không có biển báo nội thành phố, cũng không có biển báo hạn chế tốc độ. Mà tới đây đồng chí Tuấn dừng xe của tôi lại bảo tôi vi phạm tốc độ, thì tôi hỏi là cái việc làm đó có đúng với quy định của pháp luật hay không? Bây giờ tôi nói với chú thế này này. Vâng. Chúng tôi làm thì chúng tôi làm đúng thôi. Dạ. Nhưng mà chú mày nói thì cũng đúng. Dạ. Có một cái biển cách đây chừng khoảng 500 mấy nhưng mà nó làm đường nó vừa dỡ xong. Vâng. Nó vừa làm đường xong nó vừa dỡ đi á. Dạ. Cho nên là chú mày không có thấy. Dạ. Còn bọn anh làm á là chỉ có đúng thôi chứ bọn anh không có làm sai nghe chưa? Dạ. Thế xin báo cáo với đồng chí. Mày về tè cái máy đi. Sao lại làm cái gì mà mày làm cái gì mày chậm đồng chí chúng ta mày tao với dân. Tức là thiếu tôn trọng dân. Không phải chúng mày tao thâu nhưng mà báo cáo chúng ta tôi đang trình bày bây giờ chúng ta mà mày tao với dân như thế. Mày nói chúng mày tao qua chú mày như chú em. Mày cầm cái máy mày làm giày mày nói chuyện mày thấy mày làm y như thế mà đây không cấm quay phim không cấm chụp hình mà bây giờ dân. Thôi để tôi nói. Bây giờ chúng ta bình tĩnh nhá. Không có gì đâu nhưng mà sao tôi hỏi chúng ta một câu thôi. Nhưng mà sao chúng ta lại mày tao với tôi? Từ địa phương, cái từ địa phương của tớ thôi. Cái từ địa phương của tớ thôi chứ tớ không phải là địch mẹ địch bà gì biết không? Mày tao với tôi là từ địa phương. Mà đối với dân á, đồng chí biết rồi, đúng rồi, kính trọng cái phép. Tôi vào đây tôi chào chúng ta rất đàng hoàng. Đúng chưa? Nhưng mà tôi muốn trình bày. Bởi vì theo cái quyết định 160 của Thủ tướng Chính phủ quy định tức là nơi cấm, khu vực cấm là phải được cắm biển theo quy định của pháp luật. Còn nơi cấm, khu vực cấm mà không cắm biển thì được gọi là không cấm. Ở trên kia là khu vực cấm mà không cắm biển. Tôi cho với chú là chúng nó không phải sai. Thế bây giờ tôi ngoài đường một chiều người ta mới cắm. Tôi là người ngoài tỉnh, tôi nói với chú thế này này. Rồi, chú nói đúng không có sai. Rồi. Có một cái biển cách đây 500 mét nhưng mà làm đường nó dỡ mẹ nó bắt đầu. Rồi. Cho nên là bây giờ không có biển chú đi chú không có thấy. Rồi. Cho nên thì chú đã nói như thế là chú nói đúng luật. Rồi đúng rồi. Còn anh thì cũng chưa làm biên bản chú, chỉ nói như thế thôi. Thì thôi nếu chú nói như thế thì thôi bây giờ ok chú đi thôi. Có gì đâu. Nhưng mà chúng ta tôn trọng dân chứ chúng ta mày tao với dân. Cái việc mà chú nói mày với tao là từ địa phương của tớ. Tớ thường nói như thế. Thân thiện chú mới nói mày tao với tớ. Rồi. Còn chú không có nói địch mẹ địch bà nó là khác cái chưa? Rồi. Địch mẹ đủ bà nó là khác. Còn cái chuyện mà nó mày tao